Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khu phố Hải Trung. Đây là câu lạc bộ thứ tư được thành lập trên địa bàn huyện Đất Đỏ sau 3 câu lạc bộ tại các xã, thị trấn Phước Hội, Long Tân và Đất Đỏ. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khu phố Hải Trung ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ được thành lập với 50 thành viên, trong đó 70% là người cao tuổi. Đây là một tổ chức xã hội tự nguyện có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về mọi mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên người cao tuổi. Tại lễ ra mắt, Hội Người Cao Tuổi tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, Hội Người Cao Tuổi huyện Đất Đỏ và Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải đã tặng quà và trao vốn ban đầu cho câu lạc bộ hoạt động. Dịp này, các thành viên câu lạc bộ cũng vận động đóng góp trao tặng 8 suất quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.